gia đình mình vui bất thình lình. Công, Phương vui mừng đón chào thiên thần nhỏ. Vậy là một cái kết mãn nguyện vẹn toàn đã đến. Một bé gái đã oe oe chào đời trong niềm vui sướng hân hoan tột cùng của Công, Phương, trong hạnh phúc vỡ òa của ông Toại, bà Cúc và các em trong nhà. Sau bao đau đớn, lo lắng, sợ hãi, cuối cùng thì một thiên thần đã đến với gia đình nhỏ Công, Phương. Ông trời quả không phụ lòng người. Nhìn anh Công chăm chút vợ như thế mà trời không xe duyên cho lần này suôn sẻ thì đúng là ông trời không có mắt. Một đức ông chồng mà lúc đầu xem khán giả chỉ muốn vạc vào mặt thì giờ đây lại khiến cho mọi người, đặc biệt là hội chị em, quay xe khét lẹt lấy anh làm hình mẫu của một ông chồng quốc dân. Nghe đâu chi hội chị em còn định dựng tượng anh trong nhà để cho chồng mình nhìn vào đó như là tấm gương soi đường dẫn lối. Mà quả thực chị em thần tượng anh Công cũng đúng thôi. Kể từ sau vụ em Mai Giói kia thì từ một anh Công vô tri vô giác, cục xúc suốt ngày rau rền rau răm thì anh Công đã như lột xác, bằm rau, sắt chuối, cho lợn ăn, quét nhà, rửa bát, giặt đồ. Công không quản ngại khó khăn việc gì. Rồi kể cả chuyện chăn gối, trước đây Phương luôn phải mong ngóng, phải đợi, phải chờ, chứ từ dạo ấy là Công vào việc liên tục. Và để rồi Phương đã chính thức có bầu. Chưa hết, đây chính là giai đoạn mà trời cao mới thấu. Công bắt vợ nghỉ việc, giờ đây ăn rồi, Phương chỉ việc chơi cho ngoan là được. Quán xá Công đã lo. 8 giờ tối Công đã đi ngủ, chỉ để sáng mai dậy mua đồ ăn sáng cho vợ, rồi lén la lén lút bắt Danh đi học cùng mình lớp tiền sản. Và để rồi quyết định lớn hơn đáng trân trọng của Công. Anh đã nghỉ việc, nơi mà anh gắn bó cả thanh xuân bằng niềm đam mê. Vậy mà giờ đây vì Phương, vì con, Công xin nghỉ để toàn tâm toàn ý lo cho vợ, cho con. Và để rồi ngày vượt cạn cũng đã tới. Vừa mừng vừa lo. Lo là bởi nỗi ám ảnh bao nhiêu năm qua khi hai lần không thành. Ngồi ngoài phòng sinh, lòng Công như kiến cắn, bứt rứt khó chịu. Anh đi, lòng ta là vòng mấy trăm bận, khiến cho cả nhà hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Tim đập thình thịch như là Công nông. Thấy lâu, Công thỉnh thoảng còn ghé cửa phòng rặn rặn mấy cái, như hình là rặn đẻ hộ vợ. Một tiếng oe oe vang lên từ phòng đẻ. Công phóng như bay vọt đến, nhìn qua khe cửa chỉ thấy Phương đang nở nụ cười hạnh phúc. Bác sĩ mở cửa ra chúc mừng gia đình, em bé đã chào đời. Công nhảy cẩn lên sung sướng, rơi đoạn tót nhanh lẹ vào phòng. Một thiên thần bé nhỏ đang nuốt từng dòng sữa mẹ. Công mừng rơn ôm chặt lấy cả hai mẹ con. Một cảm giác hạnh phúc tột cùng sung sướng, có thể nói là lên đỉnh cũng không bằng. Cảnh gia đình ùa vào khiến cả bệnh viện ai cũng ngơ ngác, đi đẻ mà như đi họ. Lúc nhúc tính ra cũng đủ một mâm 10 rồi. Mừng Công, Phương cùng đại gia đình ông Toại, bà Cúc.